Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ đến cô bác và anh chị một loại dược liệu, một loại cây bảo vệ sức khỏe rất là tốt. Bên cạnh đó, nó còn được biết đến với công dụng như một loại cây phòng và hỗ trợ điều trị ung thư rất là hiệu quả. Đây là cây mà em mới vừa mua giống và chuyển về để mình trồng. Đây, trồng vào trong chậu, nó mới phát triển được như đây. Cây xạ đen nha cô bác và anh chị. Xạ đen là một loại thảo dược rất là quý. Lá xạ đen được dùng riêng lẻ hoặc là kết hợp với một số thảo dược khác, nấu lấy nước uống, chữa bệnh và tăng cường sức đề kháng rất là tốt. Đặc biệt là đây được biết đến như là cây ung thư. Theo dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình thì cây xạ đen được biết đến như một loại cây đặc biệt vì nó có công dụng điều trị và hỗ trợ điều trị ung thư rất là hiệu quả. Hay nó còn có một số tên khác là cây nâu, cây bách giải hay là cây bạch vạn hoa. Cây này thì nó phân bố ở nhiều các cái tỉnh phía Bắc Việt Nam, chủ yếu là cái khu vực tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Ninh Bình. Xạ đen là một loại thực vật dây leo, thân gỗ, dài từ 3 đến 10 mét, mọc thành bụi. Là cây nó đang còn rất là non nên là nó chưa có dây leo nhiều và nó chưa có ra hoa. Cái phần lá non của nó thì nó sẽ có màu hơi tím tía. Mình có thể thu hái cái cây xạ đen này quanh năm. Và chỉ thu hái cái dược liệu mà khi dược liệu đã già nhé. Như cây non này thì nó chưa có dược tính cao. Như trên đầu em đã chia sẻ, cây xạ đen hay còn gọi là cây ung thư. Vì thành phần hóa học của cây có khả năng ức chế cái tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư phổi. Cây xạ đen có những cái tác dụng dược lý bao gồm đó là chống khối u. Các cái hợp chất polyphenol, flavonoid và quinone ở trong cái cây xạ đen có tác dụng ức chế tế bào ung thư phát triển, hóa lỏng tế bào ung thư cho chúng dễ dàng bị tiêu hủy, từ đó chống hình thành khối u và di căn. Tác dụng thứ hai là chống oxy hóa. Các cái chất ở trong cây thì có khả năng chống lại gốc tự do, làm giảm các cái tác hại của gốc tự do đối với tế bào. Tác dụng thứ ba đó là chống nhiễm khuẩn. Với cái hợp chất saponin ở trong cây xạ đen, nó có khả năng bảo vệ cơ thể trước các cái tác nhân vi khuẩn xâm nhập. Về đông y thì cây xạ đen có vị hơi chát và đắng, tính hàn. Có những cái tác dụng đó là điều trị viêm gan, xơ gan, hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, làm vàng da, giải độc, tiêu viêm, mụn nhọt trên da, ổn định huyết áp, hoạt huyết, giúp giải tỏa căng thẳng, an thần và tăng sức đề kháng, chữa các cây khối u, trị các bệnh xương khớp và cột sống với cái liều lượng khuyên dùng là từ 70g một ngày. Và tiếp theo đây em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cây xạ đen cũng như là cách sử dụng của cái loại dược liệu này. Mình có thể sử dụng được cả thân, cành và lá, dùng tươi hay phơi khô đều được. Cô bác và anh chị mình nên thu hái những cái phần mà nó đã già để có cái dược tính cao nhé. Cái bài thuốc đầu tiên nó giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và thông kinh. Thì mình có thể phơi khô cái loại dược liệu này và mình sao vàng lên. Mình dùng 15g kết hợp với kim ngân hoa 12g. Mình hãm trà, mình uống hàng ngày. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc nó giúp tăng cường cái sức đề kháng, giảm căng thẳng. Thì mình có thể sắc cái nước này để uống hàng ngày. Có thể kết hợp thêm nấm linh chi hay là giảo cổ lam, mỗi loại 15g để mang lại cái hiệu quả cao nhất. Bài thuốc thứ ba là bài thuốc người ta hỗ trợ điều trị các cái bệnh về gan. Thì cô bác và anh chị mình có thể nấu 2 lít nước với xạ đen, khoảng 50g cái thân và cành cây xạ đen khô, kết hợp với mật nhân 10g, cà gai leo 30g. Rồi mình lấy cái nước đó mình uống hàng ngày cho tới khi mà tình trạng bệnh của mình thuyên giảm. Cái bài thuốc tiếp theo đó là bài thuốc mà mình giúp giải độc gan, loại trừ các cái chất độc ra khỏi gan, hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống các cái bệnh thông thường, nâng cao cái sức đề kháng cũng như là phòng chống ung thư. Thì mình có thể sử dụng khoảng 70g cái cây xạ đen này, mình nấu với khoảng 1,5 lít nước và uống hàng ngày. Thì cô bác và anh chị nó sẽ có công dụng hỗ trợ giải độc gan, thanh nhiệt cơ thể và phòng ngừa ung thư rất là hiệu quả. Hay cô bác và anh chị cũng có thể dùng cái cây này để chữa cái mụn nhọt cầm máu bằng cách đó là mình vệ sinh da sạch sẽ, rồi mình lấy từ 3 đến 5 cái lá xạ đen còn tươi, mình giã nát và đắp lên cái vùng da mà cần điều trị, sau đó thì băng lại để tránh nhiễm trùng. Một cái bài thuốc tiếp theo nữa đó là bài thuốc người ta dùng để hỗ trợ điều trị cho cô bác và anh chị nào bị ung thư gan, ung thư phổi giai đoạn cuối. Thì mình có thể dùng cái cây này, mình sắc lấy nước uống gồm xạ đen này, cây hoàn ngọc mỗi loại 50g, bán chi liên 10g,
bạch hoa xà 20g và mình nên uống sau bữa ăn khoảng 30 phút và ngày uống 2 lần khi thuốc còn ấm để mang lại cái hiệu quả cao nhất. Cây xạ đen là một trong những cây dược liệu quý và đang được phát triển cái vùng nguyên liệu dược liệu rất là rộng ở Việt Nam. Khi sử dụng dược liệu làm thuốc thì mình nên tuân thủ đúng liều lượng và đúng cách sử dụng để mang lại cái hiệu quả cao nhất nhé. Video của em chia sẻ về cây xạ đen đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo.